Ngày 23 tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời, cứu sống bé trai 7 tuổi bị kéo đâm xuyên thủng cổ. Theo đó, ngày 18 tháng 9, bé H 7 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình, nhặt được cây kéo cầm về để cắt giấy làm diều. Trong lúc chạy đi chơi, bé chẳng may bị ngã và bị chiếc kéo đâm xuyên cổ. Hình ảnh CT scanner cho thấy hai mũi kéo đi theo hai hướng khác nhau vào vùng góc hàm sàn miệng, đi xuyên qua hệ thống mạch máu thần kinh và dừng lại khi cắm thân vào đốt sống cổ C2. Lưỡi kéo chạy sau, nằm sát động mạch cảnh trong bên phải. Quá trình từ lúc nhập viện đến khi bé được đưa ra phòng phẫu thuật chỉ diễn ra trong 1 giờ. Về trường hợp của cháu H, rất may mắn là hệ thống động mạch cảnh không bị tổn thương nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ và kiếp mổ đã lôi được dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Các mạch máu, cơ và thần kinh tổn thương được khôi phục. Vùng vạt da bị tổn thương được xử lý bằng kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ để giúp cháu phục hồi tốt về chức năng và thẩm mỹ. Cháu có thể ra viện trong vài ngày tới.